Vâng, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quang Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là em sẽ đem đến cho mọi người một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Jack. Và tiếp tục hôm nay trong cái chuỗi series về những dòng xe tải Jack là series của nhà máy Jack trong cái thời điểm mà tháng 1 năm 2024 thì bên em đang có vừa về một cái em xe siêu phẩm đến từ thương hiệu của Jack và mang số loại là 350S nha mọi người. Dòng xe tải Jack là 350S em nghĩ chắc anh chị cũng đã quá quen thuộc trong cái phân khúc tải tầm tải nhỏ rồi ha. Thì nó sẽ có cho mình hiện tại đang là 5 màu và đặng đơn cử cái màu của chúng ta đang thấy ở đây là một cái màu rất là độc lạ Bình Dương luôn, mà em chắc chắn với anh chị là tại thị trường xe tải Việt Nam hiện tại không có một cái đơn vị, không cũng không có một cái hãng xe nào mà sở hữu cho mình cái màu này. Cái này gọi là một cái màu nó hơi kêu bằng là mà bên em mã màu đúng của nó là cái bằng mã màu vàng đồng. Em thì em nhìn nó giống như kiểu là mã màu cam đất thì cũng đúng. Đó, cái mã màu rất là độc lạ Bình Dương luôn ha. Mà đặc biệt nha, cái mã màu đó với cái dòng xe tải Jack N350S này mà anh chị nào mà ở khu vực như là Phước Long, Bình Phước nè, Đắk Nông nè, Gia Lai hoặc là những nơi nào mà đang ví dụ như là ở Lộc Ninh, Bình Phước á, những mấy cái chỗ mà còn đất đỏ này kia á, đó, tuyến đường nó còn đất đỏ nhiều là chưa làm đường nhiều á, chúng ta lấy mấy con xe này về á, là lỡ mà nó có dính bụi hay là dính đất đá đỏ này kia, đất ba gian á, đất ba gian mấy đá đỏ này kia vậy đó, nó dính lên xe này thì nhìn lên nó không có bị ố màu. Giống như là cái mã màu này là nó sinh ra để chạy ở những khu vực đó luôn. Đó, thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua một em xe Jack N350S với cái mã màu độc lạ như thế này và xe nó đang có sẵn giao ngay, em nhấn mạnh từ là có sẵn giao ngay, chúng ta không cần phải chờ đặt đóng thùng nha, không cần phải chờ đặt đóng thùng gì cả. Xe này hiện tại đang có mặt tại chỗ công ty cơ khí ô tô Phú Cường chi nhánh Bình Chánh nha. Anh chị nào mà muốn xem xe trực tiếp trải nghiệm thì có thể đến trực tiếp công ty của em để có thể chạy thử. Sau đó chúng ta sẽ có những bên dịch vụ sẽ tư vấn cho anh chị về cái vấn đề bảo trì xe, bảo dưỡng xe sau khi mà anh chị mua xe thì chúng ta sẽ thay nhớt như thế nào, chu kỳ thay nhớt như thế nào để cho chúng ta có thể giữ gìn cái người bà hai nó được gọi là được ngon lành nhất có thể ha. Với cái số tiền mà anh chị bỏ ra nếu mà anh chị mua qua hình thức trả góp thì chúng ta chỉ cần là tầm 100 đến 101 là chúng ta có thể sở hữu ngay em xe này rồi. Và đặc biệt là trong cái phân khúc mà tầm 1 tấn rưỡi đó, tầm 3 tấn rưỡi đó xuống á, thì là chúng ta sẽ được bên chỗ công ty tài chính Jack nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta vay lên tới là 80%. Vâng, một con xe như thế này mà chúng ta vay 80% thì anh chị chỉ cần bỏ ra 20% là chúng ta đã có thể sở hữu ngay em này rồi. Đó. Là trong cái trường hợp mà vay 80% là anh chị bắt buộc là phải chứng minh thu nhập nha. Qua bên chỗ công ty tài chính là anh chị phải chứng minh thu nhập bằng cách là chúng ta sẽ chứng minh bằng thứ nhất là cái cửa hàng. Ví dụ như anh chị có cửa hàng có dựa trái cây, có dựa dừa hay là có một cái gì đó gọi là cái nguồn thu thực tế. Đó là một cái. Thứ hai nữa là có hóa đơn này kia, có hóa đơn thu chi hàng hóa này kia thì chúng ta mới có thể làm hồ sơ và làm được cái nguồn thu cho nó hợp lý thì nó sẽ hỗ trợ cho vay tối đa là 80%. Đó. Và đặc biệt là 80% dựa trên giá trị bên em xuất hóa đơn luôn chứ không phải là theo kiểu định giá nha. Đó. Nếu mà anh chị nào mà không chứng minh thu nhập rồi là bận rộn không, nghĩa là bây giờ là mình gom tiền, mình có tiền thôi, mình chỉ có tiền thôi. Mình không có nguồn thu mà không có một cái gì cả. Bây giờ làm sao để có thể mua xe? Thì rất là đơn giản, anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em nhích thêm khoảng tầm 10 đến 20 triệu so với cái mức giá em nói từ hồi nãy á, là chúng ta vay qua bên chỗ ngân hàng VPBank, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Đó, thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho vay là 75%. Đó, và thời gian vay cho chúng ta tối đa là 7 năm. Thì cái bên ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng á, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt về cái khoản là bao nguồn thu. Đó, không thẩm định nhà. Bao nguồn thu không thẩm định nhà và duyệt hồ sơ trong một ngày luôn. Trong ngày là đưa hồ sơ lên là duyệt liền, yêu cầu anh chị cọc xong là trong ngày là em sẽ báo kết quả phê duyệt luôn cho anh chị. Đó, rất là tuyệt vời. Và đối với mấy cái em xe này thì em đảm bảo với anh chị luôn là anh chị mua xe không cần phải mua bảo hiểm nhân thọ như ngày xưa nữa. Không mua bảo hiểm nhân thọ, chúng ta chỉ có mua những cái khoản như là bảo hiểm khoản vay hoặc là cái tài khoản số đẹp này kia thôi, nó sẽ dao động từ 5 triệu rưỡi đến 7 triệu là cùng. Không mua bảo hiểm nhân thọ 15, 16 triệu như ngày xưa nữa nha. Và một cái nữa là khi anh chị vay bên ngân hàng thì nó sẽ có cái gọi là cái bảo hiểm thân vỏ, chắc tuột bắt buộc là anh chị phải mua bên đó là xong, rất là đơn giản đúng không nè. Rồi bây giờ thì em đã nói sơ qua về cái đường đi về ngân hàng cũng như là khái quát về cái con em xe này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về em nó, xem về kích thước thùng
rồi cái nội thất xe trong năm 2024 này, thì khi mà anh chị mua xe nó sẽ có những cái sự thay đổi gì nha. Mời mọi người. Rồi thì trước mắt chúng ta đây, đây là một cái mã màu rất là độc lạ Bình Dương luôn, mã màu cam đất nha anh chị. Xe đang có sẵn vào ngay. Đầu tiên là nói về cái phân khúc N350S, thì đây là một cái phân khúc mà xe hầu như trong năm 2022, 2023 là bán vượt mặt luôn cả Terraco, kể cả Đô Thành và những dòng xe cùng phân khúc luôn, là con này đang chiếm doanh số top 1 nha, đối với dòng xe liên danh nha anh chị nha. Đó. Bởi vì thứ nhất là cái cabin vuông vức là đã thấy là ok, là ngon lành rồi nè, ngồi nó rộng rãi thoải mái nè. Thứ hai là sử dụng động cơ Cummins của Mỹ nè, nó máy 2.8 là chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rồi thêm một cái nữa là cái ngoại hình của nó, nếu mà anh chị bỏ bỏ logo dắt ra nhìn cũng rồi thêm cái chữ Isuzu hay này kia lên là nó cũng đâu khác gì đâu đúng không đó, nhưng mà thật sự dắt là bây giờ nó đã là một thương hiệu trong phân khúc xe liên danh là rất là tiềm năng đó, được rất là nhiều anh chị mua xe và đầu tư rồi. Đặc biệt một cái điểm nhấn của nó là nó đã thay đổi từ cái cặp gương gương tay thỏ sang cái cặp gương hộp như thế này đây anh chị thấy không, nó rất là nhìn rất là rộng rãi ha, nó rất là rộng rãi luôn đó, tuyệt vời chưa. Mã màu của chúng ta là mã màu vàng đồng nha anh chị nha, đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Nó sơn là sơn từ đầu cabin sơn đến cái phần khung thùng luôn đó, quá đẹp. Anh chị thấy đây, cái thùng của chúng ta cơ bản là vách ngoài bằng inox 430 6 dêm, ở trong là tôn kẽm và ở giữa là mút xốp đi giữa cái khung xương nha anh chị nha. Cái thùng này là thùng theo nhà máy đóng, anh chị có thể lên thùng nhôm nhận được luôn, bên em có phiếu thùng nhôm anh chị có thể đóng thoải mái nha đó. Đây một cái con xe này là con xe sexy, mã màu là màu trắng sữa, là bên em chuẩn bị đưa về để tiến hành đóng thùng theo cái bằng con này đã đóng bồn nhôm mọi người, bồn xe để đóng mấy cái xe bồn xe xăng dầu xe test này kia đó anh chị thấy không đó, cái động cơ của nó là động cơ Cummins nè, mình khỏi mở đầu luôn luôn ha, anh chị thấy không, cơ Cummins của Mỹ ha, 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng luôn, xài turbo tăng áp máy 2.8 nha đó, dàn sexy rất là chắc chắn nha anh chị nha. Đây, anh chị xem nè, ngon lành không. Ở phần những cái điểm chịu lực á, anh chị có thể thấy được rằng nó đều là lọc sexy luôn hay lắm ha, để tạo được một cái sự chắc chắn khi chúng ta đi hàng quá tải nha quý anh chị nha. Đây là cái phần dàn nhíp, thì nhíp của chúng ta hiện tại đây anh chị có thể thấy rằng là sử dụng là nhíp lá bó 2 tầng nha đó, nhíp lá bó 2 tầng. Nếu mà anh chị nào mà đi khoảng tầm bây giờ có xe 3 tấn rưỡi đúng không, anh chị có thể đi ép tải tầm 4 đến 5 tấn thì anh chúng ta chỉ cần là lên mỗi bên thêm một lá nhíp là rửa là rất là ok rồi, là chạy vi vu vô tư luôn, không có bị cạ dè nha. Đây là cái phần cầu sau nè đó, cầu rất là to. Xe dắt hiện tại đang là dòng xe đứng top 1 tại thị trường Việt Nam, đối với dòng xe tải liên danh Trung Quốc là bán được nhiều nhất rồi, cho nên là quý vị yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái độ bảo hành của nó nha. Về cái thùng xe, đối với cái thùng xe, cái con xe mà nãy giờ chúng ta đã xem á, là nó đóng theo kiểu là thùng của nhà máy, cho nên là quý vị có thể thấy được rằng là thùng nó là thùng sắt, bên em đã có phía thùng nhôm, anh chị có thể ghép thùng nhôm lên được luôn đó. Chi phí phát sinh thùng nhôm em sẽ báo khi mà anh chị có nhu cầu, cũng rẻ lắm, không có nhiều tiền hết á. Rồi cái kiểu thiết kế thêm một cái nữa là theo như cái thông tư 43 của bên Bộ Giao thông Vận tải khi mà đưa ra cập nhật mới nhất, là quý anh chị nếu mà chúng ta không thích cái kiểu mở cửa như thế này, chúng ta có hai hướng, một là anh chị lợp luôn cái trong nhất hoặc là nhất ngoài đóng kính hoặc là đóng hở đều được hết luôn, hoặc anh chị có thể làm kiểu mở chỉ vẫn được nha, chúng ta vẫn có thể đăng kiểm sau 2 năm rồi không bất cứ một vấn đề gì cả đó. Rồi đây mọi người xem nè. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái ốp tay nắm cửa ở đây á, mã màu vàng đồng mà đi chung với cái ốp tay nắm cửa mà cánh dáng như thế này thì nó quá là hợp lý, quá giống nhau rồi đó, tông xẹt tông. Và được cái á, là đối với dòng xe dắt mà dắt đầu vuông của chúng ta sẽ được thiết kế là ba chỗ ngồi, ghế tài và ghế phụ ha, ở giữa có thêm một cái ghế giữa nữa, vợ chồng của chúng ta có thể có đứa con ngồi ở đây là rất là thoải mái, vô tư luôn. Cái phần góc vuông á, là khi mà chúng ta ngồi khoảng tầm 1m7 gần 1m8 luôn, ngồi vẫn không bị đụng đầu và cũng rất là thoải mái nha. Đó. Anh chị thấy không? Cái phần nội thất đáng mơ ước không? Tuyệt vời luôn. Đây, anh chị xem nè, chúng ta cái phần bộ đồ nghề heo xe của chúng ta sẽ đơn cử là có cái bình chữa cháy, trong đây có con đội, rồi có mấy cái gậy chớp và các phụ tùng heo xe là đầy đủ luôn. Ngoài ra
là về cái phần cái nội thất xe. Trên đây chúng ta có mặt các bạn tắp lô bao gồm có radio nè, máy lạnh hai chiều, nút bấm AC đó, quạt gió, cái nút bấm nguy hiểm, khe đọc thẻ, mọi tầng thuốc ở đây. Thì thấy không, đây chúng ta có cái mọi tầng thuốc nè, ấn vô đây đó. Một cái điều rất là hay khi mà anh chị sở hữu cái em xe dắt N350S phân khúc là đời 23, nhưng mà cái mẫu lại là mẫu 24. Mẫu 23 là chúng ta cái mặt đồng hồ nó sẽ không phải là mẫu này ha. Mẫu mẫu 24 á, cái mặt đồng hồ của chúng ta như thế này nha. Đó, anh chị thấy không? Đây. Nó nhìn nó rất là hiện đại, cực kỳ hiện đại luôn. Đó, hai cái đồng hồ ngày xưa là 5 cái nó lồng vào nhau, bây giờ chúng ta chỉ cần là lấy hai cái lồng nhau, thêm cái màn hình điện tử đây nữa. Đó, nó có hiển thị luôn cái đây, chị xem nè. Đó, khi mà nổ máy lên đó, chị nghe không? Nghe cái tiếng đã không? Tuyệt vời ha. Đó. Khi mà em nổ máy lên á là cái âm thanh từ phát ra từ động cơ lên cái phần nội thất phía trong á, mình cái trong cabin nó nghe nó rất là im như xe con luôn, mình cảm nhớ cảm giác là mình không nghe luôn mọi người. Quan trọng nè, độ nó có hiển thị luôn cái độ tiêu hao nhiên liệu là hiện tại là 9,5 lít trên 100 cây. Nó đo cho mình luôn, nó đo cái nhiên liệu thực tế luôn, 9,5 lít trên 100 cây. Là nếu mà anh chị đi hàng có tải là nó sẽ rơi vào tầm là 10 lít đến 11 lít. Đó. Im không? À, thêm một cái nữa là cái phân khúc mới của chúng ta là nó sẽ có trang bị là Ru Control ga tự động. Khi mà anh chị đi đường trường hay là đi những khu vực nào mà đường cao tốc này kia, anh chị có thể giữ ở mức ga ổn định mà chúng ta có thể buông ga luôn, chúng ta không cần phải đạp ha, thoải mái luôn. Bên đây thì tăng chỉnh năng lượng, có cúp bộ đổ đèo cũng như là những cái tính cái chức năng mà trang bị cơ bản trên xe là chắc chắn là chúng ta sẽ có. Ngay đây chúng ta có cái màu tầng thuốc nha anh quý anh chị nha. Đó, cơ bản là vậy thôi. Anh chị thấy không? Con xe chưa tới 500 triệu. Tầm gương quan sát nè anh chị thấy không? Rất là rộng luôn. Ở phía trên đây á, thì anh chị thấy được rằng là cái chúng ta có thêm một cái hộc để đồ. Đó, cái hộc để đồ, cái tấm chắn nắng. Đó, tấm chắn nắng ở đây làm thêm cái phiên trách nhiệm nữa là tuyệt vời luôn. Cái hộc để đồ có cái miếng lưới ở đây để che hàng lại. Rồi đèn trần các thứ. Đó, quá tuyệt vời. Với năm mã màu mà nhà máy dắt đưa ra thì em nghĩ đây là một trong những cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời trong năm 2024 này, để cho quý anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua một em xe 3 tấn rưỡi, một con xe nó vừa bền, nó vừa đẹp mà giá lại tốt nữa, thì chúng ta có thể sở hữu ngay cái em xe dắt N350S này ha. Và đặc biệt là khi anh chị mua xe, đối với cái chế độ bảo hành bảo dưỡng gọi là quá trình hậu mãi á, sau khi anh chị mua xe thì anh chị sẽ được hỗ trợ như thế này, là đối với cái vấn đề mà anh chị thay nhớt trong cái khoảng thời gian là tầm 3.000 cây trở lại hoặc là sau một tháng mà khi anh chị nhận xe, nếu mà anh chị đi hàng ít, anh chị có thể đến tất cả các đại lý ủy quyền của dắt trên cả nước, hoặc anh chị có thể đến các chi đại lý của bên chi nhánh bên em như là tại Bình Tiền Giang nè, Bình Chánh nè, quận 12 nè, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh lân cận, nơi nào mà được ủy quyền của dắt, anh chị cứ cầm sổ bảo hành đến trực tiếp ở đó. Điện trước cho bên em để bên em báo cho bên chỗ đại lý gần nhất cho quý anh chị, để dịch vụ bên đó biết khách hàng này là khách hàng mới mua xe nè, đến tiến hành thay nhớt lần đầu tiên thì chúng ta sẽ không mất chi phí bảo dưỡng thay nhớt này kia nha. Và một cái cuối cùng là khi anh chị mua xe ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là những anh chị nào mà ngày trước mua xe là phải cực khổ là đến tận nơi coi xe rồi, hoặc là chung là đi lại đi tới đi lô nhiều lắm, còn thời điểm hiện tại là thời đại 4.0 rồi, anh chị chỉ cần ngồi nhà chốt giá, chốt màu xe, chốt loại thùng xe, rồi xong bên em sẽ xuống tận nhà làm hồ sơ, làm ngân hàng sẵn luôn. Đó, xuống tận nhà làm hồ sơ, làm ngân hàng sẵn luôn, và đặc biệt là giao xe tận nhà luôn, anh chị chỉ cần ngồi xe, ngồi ở nhà là lấy được xe. Rất là đơn giản và rất là tiện lợi luôn, đúng không nào? Rồi, hy vọng là sẽ được anh chị đón nhận cái video này, và đặc biệt trong năm 2024 giáp tới ta rồi, chúc anh chị có một năm làm ăn kinh doanh thuận lợi, hồng phát, và giáp Tết thì là hy vọng là anh chị sẽ được ủng hộ nhiều. Để kể cả em hay là khách hàng đều có một bánh chưng có thịt, bánh tét có nhân. Chào mọi người nha.